Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Làm sao để làm chủ cảm xúc? Cảm xúc được chia thành hai dạng cơ bản, đó là cảm xúc tích cực. Đó là vui vẻ, phấn khích, tự tin, cảm hứng, nhiệt huyết, cảm thấy có động lực. Cảm xúc tiêu cực. Đó là buồn bã, đau khổ, tức giận, tự ti, mệt mỏi, chán nản, cảm giác yếu đuối trong cuộc sống. Bạn luôn tồn tại một trong hai dạng cảm xúc trên, nó luôn phiên thay đổi nhau trong con người của bạn. Có những lúc bạn trải qua một thời gian dài với cảm xúc tiêu cực và có những lúc bạn cũng có một khoảng thời gian có cảm xúc tích cực. Nếu phân loại cảm xúc của con người theo khía cạnh mức độ thể hiện thì chúng ta sẽ thường thấy những mẫu người như sau. Người đa cảm là người dễ cảm xúc, một chút chuyện nhỏ cảm động thôi cũng làm người ta khóc. Làm người ta buồn, người vô cảm là người mà không có một biểu hiện cảm xúc nào với sự vật hiện tượng xung quanh. Họ được ví như là người trơ lì như tượng, khô khan như khúc cây, nhìn vào họ khó ai đoán biết được thực sự họ là người có cảm xúc tích cực. Hay tiêu cực, bạn có làm gì cũng không thay đổi được họ và không thấy được một biểu hiện khác thường. Người nhạy cảm là người dễ biểu hiện cảm xúc với sự vật, nhạy bén trong cảm xúc. Có thể không đến mức như đa cảm, nhưng người nhạy cảm cũng cho thấy một dạng bộc phát tức thì về cảm xúc mà đôi khi không làm chủ được. Người kìm nén là người biết tự chủ được cảm xúc, kiềm chế được cảm xúc và sau đó là làm chủ được nó. Trước sự vật hiện tượng, trong thâm tâm họ xuất hiện cảm xúc rất rõ rệt, nhưng họ biết giữ lại ở trong người và hạn chế tối đa việc thể hiện cảm xúc đó ra bên ngoài. Cho nên có nhiều người khi có một biến cố xảy ra, họ rất đau đớn ở trong lòng, nhưng họ biết kìm nén lại. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng họ là người vô cảm, lạnh lùng, nhưng thực ra là họ đang che giấu cảm xúc. Họ biết rằng thời điểm đó mà bộc lộ cảm xúc quá mạnh, họ có thể bị lấn át lý trí. Không minh mẫn, thiếu tỉnh táo, từ đó họ chẳng có thể đưa ra được những hành vi đúng đắn để giải quyết vấn đề. Người làm chủ được cảm xúc luôn biết cách giữ nó lại bên trong và cần giải quyết tình hình hiện tại trước mắt. Và họ chỉ bộc lộ cảm xúc đó ra khi câu chuyện được giải quyết, họ xả với một ai đó thân thiết. Và hiểu họ, đó được coi như là tri kỷ, họ có thể tự xả một mình, cho nên người biết kìm nén và tự chủ cảm xúc là những người sâu sắc nội tâm. Và có bản lĩnh, người ta nói đứng trước Thái Sơn mà mặt không biến sắc, đó là câu nói dành cho những người có bản lĩnh và tinh thần mạnh mẽ. Tiết chế được cảm xúc, giữ được sự bình thường trước mọi sự vật, vậy thì trong cuộc sống. Chúng ta hướng đến việc là những người có khả năng giỏi kiềm chế cảm xúc, vậy thì làm thế nào để có thể chế ngự? Tự chủ được cảm xúc cho bản thân mình, một, học cách kiềm chế được bản thân, kiềm chế là sức mạnh. Và nếu muốn chế ngự được cảm xúc, làm chủ được bản thân, bạn phải học được phẩm chất kiềm chế bản thân, đó là sự kiềm chế về hành vi, lý trí con người, và khí chất nóng nảy, dấu lớn học cách kiềm chế bản thân, bạn sẽ biết cách nhẫn nhịn hơn, bình tĩnh hơn, điều cũng làm cho cảm xúc của bạn giảm bớt lại, cân bằng lại, hay hiểu được rằng, các hành vi dựa trên cảm xúc là hết sức nguy hiểm, cảm xúc là chuyện của trái tim và nó không có đúng sai. Đúng sai thuộc về lý trí, do đó nhiều khi vì cảm xúc quá lớn, bạn không làm chủ được mình. Bạn đưa ra các hành động vội vàng dựa hoàn toàn trên cảm xúc nhất thời, trong khi cảm xúc thuộc về tâm lý. Mà tâm lý con người lại có thể thay đổi theo thời gian, bạn vội vàng đưa ra quyết định trong thời điểm này có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy sai lầm hối hận trong một thời điểm sau. Do đó nếu bạn giác ngộ được điều đó, Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đã từng trải qua chuyện đó và thu được những bài học đáng nhớ. Bạn sẽ hiểu rằng cần phải biết cách làm chủ cảm xúc, sau đó sử dụng lý trí để đưa ra hành động. Ví dụ thực tế cho việc hành động dựa theo cảm xúc, thực tế cho thấy rất nhiều các bạn nữ có tâm lý thích sự lãng mạn và bất ngờ. Do đó khi một chàng trai tỏ tình với họ bằng một cách lãng mạn, tán tỉnh họ bằng những lời nói ngọt ngào, khen họ bằng những lời có cánh, đưa họ lên mây thì họ đã bị chinh phục hoàn toàn về mặt cảm xúc. Và nó lấn át hoàn toàn lý trí, một chuyến du lịch tuyệt vời, một bữa ăn tối lãng mạn. Đủ làm họ có thể đưa ra quyết định hoàn toàn bằng cảm xúc, họ nhận lời yêu, nhận lời lấy mà không nghĩ đến việc dành thời gian tìm hiểu về một nửa của mình. Và sau đó, khi đã kết hôn, sống với nhau một khoảng thời gian vừa đủ, họ bắt đầu mới nhận ra những sai lầm trong quyết định của mình. Họ tự hỏi, vì sao trước kia anh ta quan tâm mình như vậy mà giờ này khi lấy nhau về anh ta thờ ơ với mình bao nhiêu? Câu trả lời, khi yêu bạn còn là một cô gái, bạn chưa phải lo toan gì, bạn xinh đẹp, quyến rũ.
và anh ta không kiềm chế được cảm xúc với bạn, anh ta điên cuồng tán tỉnh bạn, dùng đủ mọi cách để chiếm được cảm tình của bạn. Và bạn cũng không kiềm chế được cảm xúc trước sự chinh phục của anh ta, khi lập gia đình. Bạn phải lo toàn nhiều thứ, sinh con đẻ cái, cuộc sống gia đình, công việc bồn bề, chi tiêu. Tính toán, bạn đâu còn đẹp, quyến rũ như xưa, vậy thì đương nhiên cảm xúc của anh ta cũng phải thay đổi theo. Điều đó chứng minh rằng yêu nhau dựa hoàn toàn trên cảm xúc sẽ được trả lại bằng cảm xúc. Và điều đó dẫn đến những hành động, quyết định sai lầm. 3. Rèn luyện một phong thái bình tĩnh. Không vội vàng, quá nhanh nhạy, trong thực tế có rất nhiều luôn có một phong cách vội vàng hấp tấp. Họ hành xử hay làm một việc gì đó rất nhanh, nhưng lại rất ẩu, kết quả không ổn định. Họ có phong thái lúc nào cũng vội vàng, gấp gáp, cảm giác như là lúc nào cũng người bận rộn. Thiếu thời gian, đó là một trong những nguyên nhân làm cho họ không kiểm soát và tự chủ được cảm xúc của mình. Khi xảy ra một vấn đề gì đó ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của mỗi con người, họ bộc phát cảm xúc trước vấn đề. Vội vàng đưa ra kết luận, phán đoán hết sức chủ quan, nhanh nhạy là tốt nhưng quá nhanh nhạy có thể dẫn đến việc cầu thả. Chủ quan, dễ mắc sai sót, ngược lại người có phong thái bình tĩnh, từ tốn, chậm rãi, họ luôn thể hiện một cảm xúc vừa đủ trước thông tin nhận được. Cho dù thông tin đó làm họ vô cùng đau lòng, mệt mỏi, bất ngờ hay vui vẻ, vậy thì dù sự việc trước mặt bạn có to lớn thế nào, bất ngờ ra sao, bạn cũng phải giữ được phong cách bình tĩnh, từ tốn, rèn luyện được các đức tính trên. Bạn cũng sẽ biết cách kiềm chế và làm chủ cảm xúc, và thực tế cho thấy, một ai đó khi định nói một tin gì đó bất ngờ cho một người, anh ta đều nói câu đầu tiên đó là, trước khi tôi nói anh phải hết sức bình tĩnh, và kiềm chế đấy nhé. 4. Học cách suy nghĩ sâu sắc, nhận định tình hình rõ ràng, một vấn đề luôn có hai mặt, có mặt thì nhiều, có mặt thì ít, nó giống như nguyên lý tảng băng trôi, phần chìm và phần nổi và không phải lúc nào hai phần cũng bằng nhau. Có những vấn đề thuộc về tiêu cực nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng và nó chiếm không nhiều trong toàn bộ. Nếu không sâu sắc suy xét, nhận định rõ ràng, bạn có thể hiểu sai vấn đề, chủ quan, độc đoán trong nhận định. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn. Và có thể đưa ra những hành vi phán quyết hết sức vội vàng, người đối diện có thể làm sai một việc A. Nhưng thực sự họ đã âm thầm làm được 10 việc tốt đằng sau đó, nếu chúng ta chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái sai lầm A để rồi vội vàng bức xúc. Vội vàng phản ứng và đưa ra hành vi, đó là một sai lầm, sẽ có lúc khi bình tâm nhìn lại. Sự sai sót của việc A chẳng nghĩa lý gì cả, mà không có người làm những việc mà người đó đã đảm trách trước đó rất tốt mới thực sự là vấn đề. Do đó nếu như bạn là người từng trải sâu sắc, bạn đủ thông minh để nhận ra, sự việc trước mặt mình có thực sự nghiêm trọng hay không. Sau đó bạn đi sâu vào phân tích hơn, và tìm hiểu rõ ràng hơn, tự nhiên bạn thấy vấn đề rất bình thường. Và có nhiều cách nhẹ nhàng hơn để giải quyết, như vậy trong khoảng thời gian phân tích và nhận định vấn đề, bạn có thể tạm thời làm giảm cường độ của cảm xúc lại, sau đó bạn tự chủ tốt hơn trong việc kiềm chế cảm xúc. 5. Rèn luyện phẩm chất cá nhân, biết nghĩ cho người khác, có đôi khi người ta không cố ý để làm cho bạn phải bức xúc, mệt mỏi và cảm xúc dâng lên cao trào, nhất là những cảm xúc tiêu cực, thông thường khi gặp phải những trường hợp vậy bạn có thể bất chấp. Chẳng còn suy nghĩ gì đến lý trí nữa, bạn có thể đáp trả bằng việc văng tục chửi bậy. Bạn thể hiện các hành vi trả thù cá nhân riêng tư, bạn không lắng sự can ngăn, khuyên bảo. Bạn vô tình làm người khác tổn thương, mà có thể đó là bạn bè tốt của bạn, và sau đó bạn giải tỏa được cảm xúc. Nhưng lại mất đi rất nhiều thứ đằng sau đó, hãy thử học cách sống vì người khác, biết nghĩ cho người đối diện. Hãy thử đặt mình vào họ để suy nghĩ kỹ sâu sắc hơn, mình sẽ thế nào trước một người dễ kích động và thiếu kiềm chế bản thân và cảm xúc như vậy. Khi trả lời được, cũng là lúc bạn hiểu được rằng, cuộc sống nó phức tạp hơn nhiều. Chẳng ai không có lúc sai lầm, vội vàng và bồng bột, mình phải hiểu và vị tha hơn với họ. Nếu bạn biết nghĩ cho người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ, thì bạn tự giác biết kiềm chế cảm xúc lại để tránh làm tổn thương họ. 6. Hãy nghĩ đến trách nhiệm, chứ không phải tìm cách biện minh, chúng ta là những người trưởng thành. Có sức khỏe, có trí tuệ, chúng ta có đủ điều kiện để phát triển bản thân, tham gia vào xã hội và chịu trách nhiệm cho các hành vi. Cảm xúc là cơ sở cho việc sử dụng các hành vi của bạn, hành vi đúng đắn hay hành vi sai trái. Khi bạn sử dụng cảm xúc tiêu cực dẫn đến các hành vi sai trái, bạn phải chịu trách nhiệm trước việc mình làm. Đừng đổ lỗi cho các lý do biện minh như là, trong lúc tức giận đã không kiềm chế được. Tôi là người nóng tính, nên dễ nhạy cảm và hơi vội vàng, tôi là thằng tính, thấy sao nói vậy?
mong sự thông cảm, của nhiều lý do cho việc biện minh sẽ làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Vậy thì khi bạn loại được những điều ở trên, bạn sống có trách nhiệm hơn, bạn sẽ biết cách làm chủ được cảm xúc của mình. Kiềm chế cảm xúc, kiềm chế bản thân là một trong phẩm chất đáng quý mà chúng ta cần học tập và rèn luyện. Kiềm chế là sức mạnh, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một câu thái bình thiên hạ.